Nhưng mà cái này thì mình mướn mắc tiền không? Mấy trăm mà, 800. 800. Nó không đủ Mà cái tiền. này nó khác gì cái nhà kho? Mẹ con đó, nhưng mà kiểu giống như mình cũng đi lệnh suốt ngày tối chứ nhà có chỗ ngủ. Vậy hả? Ôi trời đất ơi, cái này thiệt luôn, mọi người ơi, nhìn như cái nhà kho. Nhưng mà mọi người Không lại có lại giường nữa. thuê để mướn ở ở đây. Nhưng mà chắc chắn là mưa là sẽ ngập rồi đúng không? Dạ, Đây nhưng thấy mà rồi, nó mệt ngập hết vào lắm. đây này. Dương thấy cái công việc này nó có ý nghĩa không anh Dương? Mình thích không? Đúng rồi, có ý nghĩa. Vâng. Thích thích đi làm cái Dích cái hả? Thì này. hôm nào đi tiếp không? Đấy. Kêu là đi rồi. Vâng, nếu mà hôm nào mà em Ok. đi phát nữa em lại rủ anh Dương đi nhá, cho vui Ok. nhá, anh em mình đi cho vui. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị. Thì đây chính là cái địa điểm mà ngày hôm nay em với anh Dương sẽ đi cứu trợ. Thì ở đây thì như em được biết thì có khoảng hơn 20 phòng, 23 hay là 24 phòng á. Dạ, thì bà đây cũng khá là lớn tuổi rồi, thì bà có gọi và bà khóc lóc ấy, mình thấy rất là thương bà. Thế là bà mới nói rằng là ở đây là rất là lâu rồi chưa có ai cứu trợ, không có cái gì ăn uống cả. Thì hôm nay đấy thì em cũng mang một ít đồ xuống, cũng như là xuống đây để tìm hiểu cái thông tin ở đây. Thì bây giờ xin mời mọi người vô bên trong với em nhé, để tìm hiểu các ở đây xem là bà con bữa giờ như thế nào. Thì cũng rất là vui. Đây hôm nay anh Dương đây cũng đi đi cùng. Dạ, con chào bà ha. Dạ. Rồi thì bà ơi, thì bà có thể là chia sẻ cho con cũng như là các cô chú trên cộng đồng mạng biết là trong thời gian vừa qua thì ở đây dãy trọ của mình gặp những khó khăn gì và vừa qua thì họ có cứu trợ gì cho mình hay không? Thì có lần 5 kg bịch rau mà về ở rau túi trơn, lần 5 kg á con. Vâng. Nó vậy thôi chứ không có gì hết. Có vâng. lần có lần ở đâu cho 1,5 triệu thôi, rồi tấm tiền nhà rồi cũng còn thiếu lại người ta. Vâng. Nó có hai vậy thôi á, uống gì bà đâu có tiền, tiền thuốc bà cũng không có tiền mua. Vâng. Ở đây là toàn đây thất nghiệp, nó làm hồ, đi lụm đi chai. Vâng. Dân vậy không à con ơi. Còn vâng. cái nhà giàu thì không biết tính. Dạ vậy hả? Là ở đây là như bà nói là 23 phòng hả? 23 ở đây là gì, 3 phòng với bà này là 4 phòng. Vâng. Bà này cũng lụm dây chai nè. Đó. Vâng. Với thằng trong kia thì nó có hai chồng đứa con nhỏ. Vâng. Thì đi làm hồ cũng thất nghiệp, nghỉ ở nhà không. Dạ thì vừa nãy bà con thấy bà là thấy tụi con là bà mừng bà mừng vui. Lắm á. Mừng vui lắm cậu. Không có cho vậy. Thế nãy thấy bà là bà vừa nãy bà mắt bà rưng rưng bà muốn khóc, bà nhìn thấy tụi con xuống. Thấy con xuống mừng quá. Vâng, ở đây là bà ở một mình hả? Có mình mà không có con cái chồng đó. Con gì hết chết hết Ở trơn đây hả, bà ở trong phòng đấy hả? Ở phòng này đó, có mình. Cho con xem nào. Đó. Đây con xem cái địa điểm mà bà đó. Ở đây. Có mình một. Một mình ở đây. Có mình. Vâng. Thì con cái bà đâu hết rồi? Bà không có chồng có con gì mà có hai anh chị em ba cha mẹ chết hết. Bà để lại hai đứa cháu nội ngoại, nhìn mong mình nó lớn lên đi tù nó hết rồi, nó có ai nuôi gì nữa đâu. Vâng. Là đi tù hết rồi. Có hai đứa đi tù hết trơn. Vâng. Thì đâu đâu ngoại dẫn con vô bên trong để con xem một xíu nào, xem ở đây. Em mướn phòng trọ. Thế hả? Em chào chị nhá. Gia đình mình ở đây ở trong này là trong này còn mấy phòng trọ nữa hả? Không có mình nó. Chú tặng hộp sữa nè. Ôi con gái dễ thương không? À chú đi. Con này bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 2 tuổi rồi. Nhìn dễ thương ghê á. Chú tặng hộp sữa nha. Chị được mấy đứa rồi chị? Dạ em 2 đứa. 2 đứa hả? Công việc của gia đình mình là làm gì? Dạ ảnh làm chính, tại vì giờ dịch không có dụng, không có bé đi học được á. Cho nên là em phải nhà em giữ 2 bé, rồi ảnh đi làm, mình bây giờ thất nghiệp 3 tháng rồi. Nhưng mà ý là mình làm công việc gì ấy? Em ở nhà, còn ảnh thì làm hồ. À làm phụ hồ hả? Dạ phụ hồ. Anh chị là quê ở đâu? Dạ em cũng ở đây luôn, nhưng mà ở riêng á. Là ra không có ở chung với ai hết, cho nên là muốn nhà ở vậy đó. Vâng. Mà ba mẹ cũng muốn nhà ở luôn. Vậy hả? Cho nên là nhà bên bên nội cũng nhà muốn rồi, đâu có ở chung với ai được đâu. Vâng. Thì hôm nay thì em cũng được biết thông tin cái khu vực mình đấy. Thì em cũng qua đây để gửi cho mình một chút tiền cũng như là một chút thực phẩm á.
thì em tặng chị mực cá nha, khí cá, với lại hỗ trợ thêm cho gia đình là 300 ngàn nữa. Đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân, cô Kim Hải ở bên Mỹ. Dạ. nhìn ạ. À. cười chú coi nào, cười chú coi, chú quay lên hình để cho ông bà nhìn nào. Nhìn bé dễ thương quá. Bye bye nào. Bye bye. Rồi, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nhá. Dạ dạ rồi, vâng. Dạ. Rồi bây giờ thì em sẽ qua cái phòng khác. Nhà đi hôm nay hai anh em cũng khá là xui. Đi thì gặp mưa, trời mưa khá lớn. Nãy là đi đã ướt hết luôn. Cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi rồi. Chào gia đình nhá. Dạ dạ. Đấy, ở đây thì bà con ở toàn chỗ lụp sụp này thấy tội ghê luôn. Dạ. Hello con, dễ thương quá à. Giới thiệu con đến cho nó có hai chồng hai đứa con. Vậy hả? Để mà giúp đỡ cho nó được có cái miếng ăn. Vâng, rồi em chào chị á. À, dạ con. Đây là con của chị hả? Dạ con em ạ. Vâng. Em còn đứa nhỏ nữa, nó mà đang ngủ. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ, năm nay như em bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ bé này 15 tháng. 15 tháng. Thì chị ơi cho em hỏi là vừa rồi dịch bệnh như vậy thì gia đình mình gặp nhiều khó khăn không? Dạ khó khăn, mấy tháng chồng em thất nghiệp đâu ai trợ cấp gì không? Vậy hả? Ờ, gần đây là mình mướn cái chỗ này đây. Ở nhà tôn này lụp sụp ghê ha. Dạ. Ờ. Mưa là nước ngập tràn từ trước ra tới sau. Ồ. Đúng rồi, tại thấy ở đây là trũng lắm. Dạ. Nên là mưa thì chắc là ngập. Dạ, giờ kinh tế khó khăn. Vâng. Thì không muốn chỗ khác. Vâng. Thế gia đình mình là làm cái gì hả chị? Dạ, chồng em làm hồ á. Làm hồ, còn chị thì làm gì? Em thì giữ trẻ, giờ đó, thơ dịch bệnh nên ta đâu có cho giữ trẻ nữa. Vâng. Dạ. Ờ, dễ thương quá. Ta mở khẩu trang ra chú nhìn miếng gọi. Ồ. Ờ, rồi kéo khẩu trang lên đi chị. Thì chị ơi thì hôm nay thì em cũng được biết là khu trọ của mình cũng khó khăn đấy. Đấy thì có cô có gọi cho em. Thì thôi hôm nay tới đây thì em cũng xin phép là sử dụng cái số tiền của cô Kim Hải có gửi cho em thì giờ là em tặng cho gia đình mình là thêm 300 ngàn nữa với lại là một ký cá ha. Dạ, để cho gia đình mình ăn ha. Dạ, cảm ơn cô Hải. Dạ, đây là số tiền của cô Kim Hải. Và dạ, chị có gửi lời gì không? Dạ, cảm ơn cô Kim Hải rất nhiều. Hỗ trợ cho dùng với em khó khăn. Dạ, vâng. Thì cũng hy vọng là gia đình của mình trong những ngày tháng sắp tới gặp nhiều may mắn nhá chị nhá. Dạ. Vâng, rồi. Rồi, bây giờ thì đi qua dãy chợ khác rồi em chào chị nhá. Dạ, dạ. Vâng. Ô, ở đây là mưa là lắm gặp hết hả? Vâng. Cô này á là coi như muốn nhà trọ mà không có tiền đóng ra đuổi về ra để ngủ đây. Ồ vậy hả? Ồ. Đây một mình cô ở đây hả? Dạ, có mình nè, không có chồng con. Sao nhưng mà là không có tiền đóng phòng là người ta đuổi ra đây hay sao? Cô ơi, cô năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ, mình là quê ở đâu vậy cô? Dạ, Đồng Tháp. Đồng Tháp lên đây. Dạ. Một mình là cô, một mình sống một mình thôi. Không có ai người thân thích gì hả? Ồ, ngủ đây thì tối mưa gió rồi muỗi thì sao? Mua này làm gì? Che. À, để che cho nó đỡ rột đây hả? À, thôi thì ở đây cô ở đây thì cô có nấu được đồ ăn không? Có nhiều khi người ta thấy vậy người ta cho ăn. Nhưng bây giờ con tặng cho cô ký cá này cô có nấu được không? Dạ được. Rồi, thế bây giờ con gửi cô một ký cá nha. Dạ. Với lại con gửi cho cô thêm 300 ngàn nữa nhá. Dạ. Vâng, để cô tiêu xài. Thì đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân, cô Kim Hải ở bên Mỹ đấy. Cô có muốn gửi lời cảm ơn gì không? Dạ, xin cũng cảm ơn cái cô gì bên Mỹ. Cô Kim Hải ạ. Dạ, cô Kim Hải cũng cảm ơn cô giúp đỡ. Vâng, thấy khó khăn qua mùa dịch. Vâng. Đấy thì tối nay cô kho cá lên đi, mình ăn bữa cho nó ngon. Dạ. Ở đây mưa gió thế này thấy tội ghê á. Vâng. Rồi con chào cô nhá. Dạ. Vâng.
Dạ. Đấy hả, mình trong này luôn hả? Ba bốn người ở mướn. Ồ, rồi. Rồi mình đi vào được không? Dạ dạ. Ba bốn người mướn rồi. Đây hả? Còn người nữa. Cái vâng. Nhỏ em bé nó về nó ba bốn hộ ngủ ở đây rồi. Vâng. Trời ơi, ngủ ở đây tối nó ngập hết lên rồi sao? Bởi vì mới ra ngoài luôn. Ôi dồi ôi, nhìn này. Em về sớm thì em vô đây ngủ, còn không thì em ngủ ở ngoài. Ôi dồi ôi. Chị mở cửa cho em xem thôi, cái này nó nhà tạm bợ thôi chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn hộ ở mà. Ôi dồi đất ơi. Thôi được rồi, mình ra đây trò chuyện đi chị. Đây, nào, mưa này thì chắc chắn là sẽ ngập hết rồi. Vậy hả, em chào chị ha. Đây con của chị hả? Dạ. Rồi mọi người đứng quay quần vô đây đi rồi để em đây là ba gia đình đây à cô? Không, nhỏ này vô vậy đằng dưới này này ba người nè. Thì đây thì ba gia đình là ở chung ghép á, bởi vì nói con á. Vâng. Rồi đưa cho bé hộp sữa giùm con. Đi. Bé được nhiêu tuổi rồi chị? 2 tuổi ạ. 2 tuổi à, mình là có một bé này thôi đúng không? Dạ 5 bé. 5 bé. Ôi thế đâu hết rồi? Ở dưới quê. À, để ở quê hết hả? À? Thế cô với lại chị ở đây là mình quê ở đâu? Em ở An Giang. An Giang, dạ. Là An Giang hết luôn hả? Vậy là ba gia đình mình là ở chung hết trong này. Đấy. Trời đất ơi. Nhưng mà cái này thì mình mướn mắc tiền không? 800 à, 800. 800. Mà cái này nó khác gì cái nhà kho? Nhà to đó, nhưng mà kiểu giống như mình cũng đi lượm suốt ngày tối chứ nhà có chỗ ngủ được. Vậy hả? Ôi trời đất ơi, cái này thiệt luôn, mọi người ơi, nhìn như cái nhà kho. Nhưng mà mọi người lại thuê để mướn ở đây. Nhưng mà chắc chắn là mưa là sẽ ngập rồi đúng không? Đây thấy rồi, nó ngập hết vào đây này. Vâng. À, thì bây giờ này thì em cũng tặng gia đình mình mỗi nhà là một con cá. Với lại là mỗi người là 300 ngàn nữa nha. Dạ, đây là cái số tiền mà của cô Mạnh Thường Quân, cô Kim Hải ở bên Mỹ. Rồi. Anh Dương phát giùm em cái. Dạ. Rồi. Rồi em gửi mọi người tiền với lại cá ha. Em cảm ơn mấy anh, với lại em cảm ơn các Mạnh Thường Quân, cô Hải giúp. Cô Kim Hải ạ. Dạ. Rồi chị cảm ơn mấy anh hôm nay với cô Hải giúp đỡ cho em. Cảm ơn cô Hải với mấy anh. Em cảm ơn cô Hải với mấy anh Mạnh giúp đỡ cho em. Dạ. Vâng, rồi chị. Em cảm ơn mấy anh với cô Mạnh Thường Quân, cô Kim Hải đã giúp đỡ tụi em. Dạ. Vâng thì cũng qua đây thì cũng mong là anh chị sẽ vượt qua khó khăn trong cái thời gian tới thì mình sẽ gặp nhiều may mắn anh chị nhé. Dạ thì để em giờ lại qua cái nhà khác. Dạ rồi. Rồi. Dạ con chào cô ha. Dạ. 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 Thấy mọi người thấy không, bà con mới khổ. Rồi. Con chào cô ạ. chào hai con, dễ thương quá. Ờ, đây là cháu cô hay là sao vậy? Cháu ạ, mẹ nó nuôi cháu con, vì cháu mẹ đơn thân ạ. Vâng. Mẹ không có chồng. Vậy hả? À, thì hôm nay đấy thì con có xuống đây để có gửi cho mỗi gia đình của mình là hơn 1 ký cá, cũng như là thêm 300 ngàn nữa để cho các cô chú là mình mua sắm gì đó trong cái đợt dịch này ha. Đây là số tiền của cô Kim Hải bên nước ngoài á. À, thì con cũng thay mặt cô ấy là gửi cho mỗi gia đình là 300 ngàn cũng như là cá con mua kèm theo để bà con ăn cũng như là mỗi bé là một lốc sữa ha. Cảm ơn các chú, cảm ơn cô Kim Hải. Dạ. Vâng. Rồi anh Dương. Rồi anh Dương đưa cho cô 300 ngàn được em. Rồi. À, rồi em chào anh ạ. À. Ở gia đình mình ở đây là làm công việc gì vậy anh? À, làm công nhân hả? À, đây là con của mình hay sao anh? Dạ, anh được mấy cháu rồi? Một cháu à? À thì bữa giờ mình thất nghiệp mấy tháng rồi? Dạ, 3-4 tháng rồi. Rồi thì em cũng có gửi anh một chút tiền ha, gửi anh thêm 300 ngàn nữa anh nhá. Dạ, rồi.
Ừ, anh có gửi lời cảm ơn gì không? Đây là những số tiền mà của cô Kim Hải bên nước ngoài cô giúp cho mình đấy. Dạ, không cảm ơn cô Kim Hải. Dạ, cảm ơn Hoàng Thường Quân. Dạ, cảm ơn mấy anh đã đến đây và trao quà cho bé. Dạ. Gia đình cảm ơn. Rồi, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Rồi. Ba con đâu? Của mình khổ quá gì, chị mới đi kêu chú mình giúp đỡ cho. Bây giờ giúp đỡ để cho mình vượt qua cái khó khăn này đó. Thì em chào anh nhá. Gia đình của mình ở đây là có đông người không anh? Có tới 6 người mà 2 người mà đi rồi còn 4 đứa. Đây là mấy đứa con của anh hả? Mấy đứa con. Dạ, các bé giờ còn đi học gì không anh? Có. Dạ, có công việc của mình là làm cái gì? Đi mua ve chai này. Thu mua ve chai đây hả? Ồ. Chắc là bữa giờ là không bán được, mình để đây đây. Dạ, thì ở đây mình bữa giờ có gặp khó khăn gì nhiều không? Tiền phòng đến biết thì sao? Họ có cho mình nợ không? Thiếu dạ. Thế hả? Tiền đóng thì thiếu, có nhiều kiểu nhà trai nó ấy, mình có tiền đóng. Vâng. Thế là, anh ở đây là mình hả? Bà xã mình đâu? Bà xã bỏ đi rồi. Ôi, thế là một mình anh là nuôi mấy bé? Bốn đứa. Đấy gọi là gà trống nuôi con đấy. Một mình nuôi 4 bé. Ôi trời ơi, nhìn dễ thương này. Vậy là một mình anh phải làm để nuôi các bé thôi chứ còn không có ai phụ giúp nữa đúng không? Dạ, bên nội bên ngoại thì sao? Ngoại thì nó lâu không qua lại được con. Vâng. Đó. Ủa vậy hả? Vâng, thì hôm nay đấy thì em cũng được cô đây là có gọi điện á, thì nói rằng là cái dãy trọ của mình ở đây khó khăn quá. À, thì mua một chút thực phẩm cho mình, đây là cá em mua cho mỗi phòng một bịch đó, cái này thì nó khoảng hơn 1 kg đấy, với lại là con nít ấy, thì em mua cho lốc sữa và em gửi thêm cho mỗi gia đình là 300.000 nữa để anh chị mua gì này mình mua ha. Và đây là cái số tiền của cô Kim Hải bên Mỹ có gửi cho em. Rồi thì anh Dương ơi, đưa cho em rồi, rồi gửi thêm 300.000. Em cũng cảm ơn chị Kim Hải rồi. Giúp đỡ cho em ba mấy trăm ngàn này để em mua đồ của anh. Vâng. Không biết là đây cũng là một số tiền nho nhỏ thôi nhưng mà cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào hả anh? Có mấy trăm ngàn sống cũng được. Vâng. Dạ rồi ha, rồi mình đi qua bên này đi anh ơi. Đây hả, gia đình mình đây nữa hả? Con chào cô ha. Chào anh. Dạ vâng. Đây là cháu cô hay con cô con, đây? Con. Chị đang mang bầu. Ồ vậy hả? Ở đây thì nhà mình ở đông không hả cô? Có hai vợ chồng với dạ. Đứa đâu bảo anh ra đây trò chuyện rồi chứ. Dạ. Cô ơi, cô đưa cho con giúp bé này lốc sữa. Rồi chú tặng con lốc sữa nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con đi học gì không hả chị cô? Đi học rồi. Ủa sao lại cho nghỉ dịch học rồi? Dịch khó khăn mà. Nhưng mà ý là mình có học online gì không? Dạ học online nhưng mà giờ đâu có đủ đâu mà đi học online. Vâng. Cũng chưa học online được. Con nhỏ lại. Vâng. Thiếu đủ đồ cho nó học. Dạ. Thì thôi thì em cũng có một chút quà để gửi cho gia đình á. Thì đây có con cá. Em gửi cho gia đình nhá. Với lại là tặng cho gia đình mình là thêm 300 ngàn nữa. Đây là cái số tiền của cô Kim Hải, cô Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Thì mình có muốn gửi lời cảm ơn gì không? Chị cũng gửi lời cảm ơn mấy cô bọn. Vâng. Cô Kim Hải ạ, cô Kim Hải. Dạ. Dương Hải. Vâng. Dạ rồi, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ, rồi rồi. Cô bé Hải nha. Ở đây 3 phòng. 3 phòng hả cô? Em chào anh ha. Dạ. Rồi. Anh này một phòng. Cô đơn không vợ không con. Ồ vậy hả? Vâng. Chồng ngồi phòng với đó phòng. Dạ. Người nào có phòng cô vô đi. Vâng. Dạ. Ở đây là chú làm gì vậy chú? Làm hồ. Làm hồ hả? Dạ. Đi làm hồ có thất nghiệp rồi đó. Vâng. Cô là mình là ở đây là mình. Cô ở đây. Dạ. Ở đây là cô cho thuê phòng hả? À. Thế cô ơi cho con hỏi là vừa rồi thì bà con cũng khó khăn đấy. Thì không biết là ở đây mình có hỗ trợ bà con là giảm tiền phòng hay là cho nợ gì không? Cũng có. Vâng. Dạ. Nó
chứ có mấy phòng cô cũng khổ quá. Vâng. Già đâu có mặn gì đó, bệnh hay chồng già bệnh cái đơn có làm. Dạ. Vâng. Giảm cái chút đỉnh vài trăm thôi. Cùng nhau san sẻ đúng không cô? Vâng. Thì đây thưa mọi người, đây là cô chủ dạy phòng trọ đây. Đấy, cô cũng cho bà con cũng nợ mấy tháng rồi. Đấy, rất là quý. Cô cũng biết là bà con khó khăn đấy, cô cũng hỗ trợ. Rồi thì rồi em chào anh với chào chú nha. Hôm nay thì em cũng được biết là cái thông tin dãy trọ của mình ấy, thì các cô chú anh chị cũng khó khăn. Thì hôm nay em qua đây thì cũng gửi tặng cho mọi người một chút là thực phẩm, là mỗi người một con cá nha. Ở đây là hai phòng hả? Rồi mỗi phòng một con cá. Cảm ơn. Với lại gửi thêm cho mỗi người là 300 ngàn nữa. Dạ. Rồi đứng đó từ từ để cảm ơn nè. Dạ. Ở đây là cái số tiền của cô Kim Hải bên Mỹ. Thì anh với chú có gửi lời cảm ơn gì tới cô không? Dạ, bây giờ cho gửi lời cảm ơn cô Kim Mỹ ở bản. Mình ở đây mình cũng dạ, khổ quá. Cảm ơn có ích lòng nhiều, dạ xin cảm ơn. Dạ. Này ở đây mưa có ngập không hả mấy chị? Có cái phòng cô đây, mấy phòng trên đây một mình mà đẳng đau quá. Vâng. Thì... Đau quá, không chồng con rồi, giờ cái chân đi cũng được. Vậy hả? À thì vâng, đó là cô nào ở trên? Bị bệnh hả? Vâng, thế có gì là cô mang giùm con cho cô đấy, con cá nha. À. Rồi. Đưa đúng rồi, đưa vào chỗ nhà. Vâng. Nắm giữ đi nó. Dạ, là cô đấy là ở một mình hay là sao? À, mà bệnh tật. Không vâng. Tháng giờ đi không được. À, không, cô ấy lại không xuống được. Thế vậy cô chủ trọ cô cầm giùm con là 300 ngàn nữa, con có gửi thêm cho cô đó ha. Thay mặt xã chị dạ. Cảm ơn đi. Dạ, đây là số tiền của cô Kim Hải á. Dạ. Dạ. Cô cảm ơn cô Kim Hải nhiều, giúp vâng. Đỡ cho dân khổ. Dạ, thì có gì cô thay mặt con cô gửi cho giùm con đó giùm con nhé. Dạ. 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 Vâng. Dạ rồi. Dạ, gia đình của chị đấy hả? Rồi. Anh Dương ơi, đưa cho em luôn rồi. Chị có bầu được mấy tháng rồi chị? Dạ được 8 tháng rồi. 8 tháng rồi hả? Vậy là chuẩn bị sinh rồi. Dạ, biết là trai hay gái chưa? Dạ trai. À vậy hả? Ô chị bây giờ ở đây là mình làm công việc gì? Em mới ra đây đứng lãnh đầu về nhà trọ làm. Làm gì á? Em dán mà cái gỗ. À vậy ông xã mình đâu rồi? Ông xã em về quê rồi, bị cách ly dưới rồi. Không có lên được. Ồ, chị là quê ở đâu? Ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Vâng. Thì thôi thì qua đây thì em cũng gửi chị thêm 300 ngàn nữa nhá. Và lại gửi cho chị thêm con cá. Rồi. Dạ em bé là bị mổ. Vâng. Cảm ơn mình dạ. Cô Kim Hải. Dạ cảm ơn cô Kim Hải ạ. Dạ. Còn đây nữa hả? Chị đây hả? Dạ. Rồi. Để em đưa cho. Coi như là giờ... Chị làm gì chị? Dạ em phụ ta bán hủ tiếu à. À phụ bán hủ tiếu hả? Mình ở dãy chòi luôn à? À ở trên. Ở trên này hả? Rồi. Ở đây mình bữa giờ đây thì có nợ tiền phòng cô chủ mấy tháng rồi? Dạ, nợ 2 tháng. 2 tháng. Cũng may là cô cho thiếu đúng không? Dạ. Cô cũng tốt, cô cho thiếu. Dạ. Thì thôi thì qua đây thì em cũng gửi chị con cá với lại là 300 ngàn ha. Đó, thì đây là những cái phần quà của cô Kim Hải cô gửi cho mọi người. Dạ. Có khổ đi lụm dây chai mà năm đứa con bé rồi bé hết. Ồ, 5 đứa hả? Mẹ nhỏ mà cưng. Nhưng mà chị cho em hỏi vui chút, sao mình để nhiều thế? Không có tiền, không có tiền ấy kiếm gấp nguồn đóng. Mình khó khăn rồi mà mình sinh quá trời vậy sao nuôi? Nói chung là người dân tộc quá cơ. À chị là người dân tộc hả? Cứ nghĩ là như trời xanh do xanh cỏ. Vâng, mình là được 5 bé. Dạ. Mà bé này là nhỏ nhất hay sao chị? Bé này nhỏ nhất cưng. Vâng, vậy mấy bé đâu hết rồi? Nó nhà ngoại nó bên Cúc đây nè. À, làm nhưng mà ngoại là cũng lên đây làm mướn à? Cũng mướn phòng. Tao với đây là mấy. Trời ơi, con mà qua bên đó con thấy phòng trọ bên đó còn khổ nữa. Vâng. Khổ nhiều hơn đây nữa. Dạ, bên đó thì phòng có nhiều không? Nhiều lắm, bốn mấy phòng. Ôi trời đất ơi. Thôi bữa nào đi con vâng. Mấy trên thì dắt đi cho. Vâng, à. Dạ vâng thì để bữa nào có gì con sẽ quay lại. Vâng. Rồi thì anh Dương ơi gửi cho chị con cá giùm em. Dạ. Gửi chị con cá ha. Với lại gửi chị là 300 ngàn nữa. Của cô Kim Hải. Dạ, của cô Kim Hải bên Mỹ. Cho
tiền để mua sữa cho em bú. Đúng rồi. Rồi, à đây cô nữa, à, anh Dương ơi, à, anh đưa cho cô luôn giùm em cái. Rồi, cho ông bà học coi. Dạ. Dạ, rồi gửi cô thêm 300 ngàn ha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rồi thì chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nhá. Rồi chào mọi người nhá. Rồi em chào chị nhá. Ờ, con trai của mình hả chị? Rồi chị ơi, chị mình ở đây mình làm công việc gì vậy? Chị nói lớn lên chị. Phụ mộc chị. Mình làm thợ mộc hả? Phụ mộc. À là phụ. Vâng. Thì bữa giờ đấy thì mấy tháng rồi, chắc là ở nhà hả, không làm hay sao? Dạ hơn 3 tháng. Ồ, hơn 3 tháng rồi là không có làm. À, ông xã của chị đâu? Dạ, ông xã của chị đi ở trong nhà. Vâng, chị được mấy cháu rồi chị? Dạ, 2 cháu. À, thì thôi thì em cũng gửi chị ký cá ha. Dạ, cảm ơn. Vâng, với lại gửi thêm cho mình là 300 ngàn nữa. Rồi, em gửi chị ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi. À, đây là cái số tiền của cô Kim Hải bên Mỹ. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng, rồi. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, vâng. Rồi, rồi mình qua cái phòng bên này. Lấy cái gì bên này anh? Đứng gì? À, Thắng kết nối yêu thương. À, Thắng dạ. Vâng, vâng. Tôi 90 tuổi. Giờ mà nhiều lúc không có tiền mua thuốc, mua men nữa. Là ở đây là có bà cụ là 90 tuổi hả? Dạ. Dạ. Bà đang nằm phòng á. Là mẹ của cô hả? Dạ, mẹ, dạ. Mẹ ruột. Khổ lắm, hoàn cảnh cũng khổ. Nhà đây... mướn thất nghiệp mấy tháng nay. Vâng. Bà thì đi làm mướn. Dạ. Đi rửa chén cái này kia, ai mướn gì làm đó. Vâng. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Nay con 60 rồi. Dạ, mình là công việc của cô là chỉ có đi rửa thì, chén này kia là làm. À, đi làm mướn không à, không có làm. Dạ, thì con cái của mình đâu hết rồi cô? Con ở riêng á, không nơi, có chung, đâu có về được. Đâu về. Cách ly đâu có về được. Cách ly hả? À, không phải, ý là ở riêng không có chung. Đó, không có đi được. Đâu có nuôi nổi đâu ở chung. Là có nghĩa là con cái cũng khó khăn nên là cũng không giúp được gì cho mình. Nó cũng muốn phòng á, nó cũng muốn phòng á. Vâng, cô mướn phòng này mắc không? Cái này nhà 2 triệu mấy. 2 triệu mấy hả? Ừ. À. Nói chung nhà bà cũng đi làm thuê á, vâng. Đi làm tiền với về đóng đóng đi nhà với lo bà già. Nhiều khi vâng. Người ta cũng có cho ít gì đó. Ít thôi. Dạ, thì mình nợ mấy tháng rồi? 2 tháng từ nhà rồi. Nợ 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Rồi thì thôi thì con cũng gửi cô ký cá. Rồi. Rồi, với lại gửi cô thêm là 300 ngàn nhá. Rồi. Rồi. Đây là cái số tiền của cô Kim Hải bên Mỹ ạ. Dạ. 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 Cô có gửi lời cảm ơn gì dạ. Cô Kim Hải không? Cô có cảm ơn cô Kim Hải. Dạ. Với hai em. Dạ. Cảm ơn nha, em đỡ. Dạ, chúc cô với lại cụ trong nhà nhiều sức khỏe nhá. Dạ, dạ. Rồi. Vâng. Bà nói cho con nghe nè con. Bà này hoàn cảnh cũng khổ. Vâng. Mà bây giờ cái cuộc trưng bảo hòa đó giờ mình không có cá mình cho bà 300 ngàn đi. Ồ vậy hả? À. Nhưng mà con vẫn nằm trong cái danh sách của cô nằm báo cho con đúng không? Đó, đúng rồi. Ờ thế thôi rồi anh Dương ơi anh gửi cho cô 300 ngàn đúng không? Rồi, chị dạ. Cảm ơn đi. Cho cô cảm ơn nha. Dạ, đây là cái số tiền của cô Kim Hải, cô Mạnh Thường Quân bên Mỹ. Dạ, cô có gửi lời cảm ơn gì tới cô không? Gửi lời cô cảm ơn cô Kim Hải giúp đỡ giúp vâng. Cho tôi trong lúc nghèo. Lúc nghèo khổ, khổ tôi bị gãy giò á. Vâng. Gãy giò hả? Bây giờ đã đi... Đi lắc nhắc rồi. Đấy hả? Đi giờ không được. Vâng, cô là cô ở đây thì mình ở với ai? Ở nhà mướn không. Sao ở đây bà con mình toàn ở lục sụp toàn tôn không này thôi hả? Dân này là dân khổ hơn người ta nhất luôn á. Nguyên nhà này mướn không? Vâng. Bởi vì khi giới thiệu cái nhà cho con thì chứ nhà mướn luôn. Vâng. Chứ không phải là nhà. Mướn. Bây giờ là tới lượt cô, hồi nãy giờ cô với lại chị dẫn tụi con đi lòng vòng, đi qua từng nhà một. À, thì bây giờ thì cũng còn 2 suất nữa là của cô với chị. Dạ. Thì con cũng xin phép là gửi cho... hai người luôn nha. Dạ. Đây cũng 2 bịch cá con gửi cho cô với chị ha. Với lại là mỗi người 300 nữa. Rồi 600. Rồi. Rồi. Cô cũng cảm ơn hai con với cô Hải. À, lúc giúp cho cô lúc khó khăn. Vâng. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ, chúc cô với chị là những ngày tháng sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ nha. Vâng, thì bữa giờ thì mọi người là thường thường ăn cơm với cái gì? Rồi ăn cơm rau mà nhiều khi thuốc cũng còn ăn nữa. Rau úng hả? Rau úng cũng ăn luôn. Vâng, bữa giờ được miếng thịt nào chưa? Chưa ăn thịt.
Sao con cho bà thịt đi. Đi chai con về để dành mai mốt hết dịch không có bán. Vậy hả? Nãy giờ là cô có dẫn con đi mà không không thấy cô á, cô mới đi lượm ve chai về hả? Ờ thế thì còn một suất cuối cùng thì con cũng gửi cô. Ở đây là một con cá với lại là gửi cô thêm 300.000 ha. Cảm ơn cô. Dạ, vậy là cô ấy vậy là đủ là 23, đủ 23 phòng rồi đúng không? Dạ rồi, vâng thì con cũng tại vì cô có gọi cho con nói là 23 phòng á thì con cũng mua rồi cũng một số lượng á. Vâng. Cũng nhiều lắm con ơi, xin nhiều, biết người ta có đủ để cho mình không. Vâng. Đó, cho nên không dám xin nhiều, chứ còn lên người khổ thì rất là nhiều, dụng như chai không. Dạ, vâng. Cảm ơn chú. Vâng, rồi. Cảm ơn chú. Cái số tiền đấy mà ăn trong lúc mùa dịch khó khăn này. Vâng. Rất cảm ơn nhiều. Vâng. Dạ, vâng. Thì thôi thì... nói chung là con cũng xin phép là chị với lại cô ha, con đi về đây cũng trễ rồi. Con chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Thì dạ vâng, thưa mọi người, thì vừa rồi em cũng đã phát cho khoảng 23 phòng ở đây. Thì bây giờ cũng đã xong rồi thì em cũng xin phép là dừng cái clip này ở đây đây ạ. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa con cảm ơn cô Kim Hải rất nhiều ạ. Cô đã cho con cái cơ hội để con đi cứu những cái mảnh đời bất hạnh như này và giúp rất nhiều bà con ở cái dãy trọ khó khăn. Thì con cũng thay mặt bà con cảm ơn cô Kim Hải, chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ. Hôm nay cô Hải làm sao cho tiếp nha. Thì hôm nay thì anh Dương cũng đi với em, hôm nay thì hai anh em đi là gặp mưa nên là hai anh em gần như là cũng ướt hết. Thì bây giờ là hai anh em là bây giờ đi về nghỉ ngơi rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Cảm ơn cô Hải.